Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog canhthang.com và đây là cái bài học phần 2 hướng dẫn cách các bạn lấy tiếp 20 0,25 đồng Greenex từ Remitano. Thì chúng ta lại tiếp tục vào cái phần học và nhận crypto. Thì ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cô chú anh chị và các bạn cái bài học là cái bài học nền tảng khóa học thấu hiểu nội tâm. Đó, thì chúng ta ấn vào cái phần tham gia. Thì ở phần tham gia đây chúng ta ấn vào nút học ngay ở cái bài đầu tiên nha. Rồi thì chúng ta không cần quan tâm đến cái gì cả. Chúng ta chọn ngay đáp án đầu tiên cho câu số 6 cho thắng nha. Ok. Tiếp theo câu số 2 thì các bạn chọn sợ chỉ trích phê bình. Rồi. Tiếp theo câu 3 là các bạn sẽ chọn sợ thiếu hiểu biết. Sợ thiếu hiểu biết. Câu thứ 4 các bạn chọn sợ thất bại. Câu thứ 5 các bạn chọn sợ điều kiện, sợ thiếu điều kiện này. Câu thứ 6 các bạn chọn lập trình mình là người tầm thường. Câu thứ 7 các bạn chọn không có tầm nhìn tương lai. Rồi tiếp theo, chúc mừng bạn hoàn thành 7 trên 7, tiếp đến bài học tiếp theo. Bài 2 là 7 sự giàu có toàn diện. Thì đầu tiên các bạn giúp Thắng chọn câu là nội tâm sức khỏe mối quan hệ và tài chính, nội tâm sức khỏe mối quan hệ tài chính. Rồi. Câu thứ 2 các bạn chọn 7 sự giàu có toàn diện. 7 sự giàu toàn diện đó. Câu thứ ba các bạn lựa chọn phẩm chất và cuối cùng là nhân cách, phẩm chất cuối cùng là nhân cách đây rồi. Câu thứ tư các bạn chọn nhóm vật chất và phi vật chất. Rồi câu thứ năm các bạn lựa chọn phi vật chất hóa những thứ vật chất. Rồi, câu thứ rồi, tiếp theo kết thúc 5 trên 5, tiếp tục bài thứ tư. Rồi câu thứ nhất ở bài thứ ba chứ, 4.000 lưu ích nhé. Câu thứ nhất các bạn lựa chọn tất cả đáp án trên đều đúng. Rồi câu thứ hai các bạn lựa chọn đưa ánh sáng sẽ để ra giải quyết này. Rồi câu thứ ba các bạn lựa chọn là nghi vấn thuận chiều mong muốn. Rồi, câu thứ tư là tích cực nếu mong muốn của mình, và cái phần cuối của nó chính là để làm tìm được công việc tốt hơn nha, để tìm được công việc tốt hơn. Rồi đây câu thứ năm các bạn lựa chọn học ngộ ra và tâm đắc. Bài học ngộ ra và tâm đắc này. Câu thứ sáu các bạn lựa chọn đúng. Câu thứ bảy các bạn lựa chọn biết 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 quên, biết không biết, không biết, biết biết này, biết không biết là cuối cùng này, biết không biết. Không biết, không biết chứ, biết không biết, không biết. Cái này có rất là hay nhầm, các bạn phải cẩn thận nhé. Là rất hay nhầm đó, biết quên này, đây này, không biết biết này. Đây đó, đúng thế này. Đúng, biết không biết, thế thì đáp án đúng là đáp án khác, đúng đáp án thứ A nha. Ok, à, biết 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 quên, biết không biết, không biết không biết. Đó, đọc rất là đau đầu. Câu chín biết của mình này, này không hiểu này, cái của người ta hiểu này, biết của mình, cái của người ta không, cái của người ta là hiểu nhé. Rồi bạn đúng. Ồ, chưa đúng nha, mình phải kiểm tra lại, có một cái mình sai đó. Ok. Mình sẽ làm lại nha. Tất cả câu chuyện đều đúng này. Đưa ánh sáng vào để bóng tối tự tan đi. Câu 3 là nghi vấn thuận chiều mong muốn. Câu thứ tư là tích cực nếu mong muốn của mình được nghỉ việc. Ai và để một công việc tốt hơn. Không mình. Mình bảy. Không mình bảy. Không có sự phát triển. Chắc là mình khả năng mình nhầm ở câu này này. Tích cực mong muốn. Tích cực nếu mong muốn của mình là được nghỉ việc do dự án, sự phát triển, công ty có việc, chính sách không minh bạch, và mình dễ dàng tìm được công việc tốt hơn.
Tụ ngồi tích cực nha. Câu thứ năm, bài học ngộ ra tâm đắc. Đó. Câu thứ sáu đúng. Câu thứ bảy, biết 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 quên. Biết không biết, không biết không biết. Câu tám là biết của mình không hiểu. Cái biết của người ta hiểu. Ồ, đúng rồi nha. Đó, ok, thì bài này mình đã xong. Tiếp theo đến bài thứ tư. Ở bài thứ tư thì chúng ta sẽ bắt đầu làm từ câu thứ nhất là biết tin hiểu. Đó. Bài thứ hai, thông tin năng lượng vật chất. Thông tin năng lượng vật chất. Câu thứ ba là đạo lý tôn giáo. Rồi, đạo lý tôn giáo. Và cuối cùng nó là đạo lý. Đây, còn về. Câu thứ tư là chuyển hóa chính mình và cuộc sống. Câu thứ năm. Năng lượng nhé. Rồi, ok, như vậy bạn đã đúng. Các bạn sẽ chọn đến cơ quan học tiếp theo là bài số 5. Rồi, chúng ta lại tiến hành kéo xuống. Bài số 5 thì câu thứ nhất là hình niềm tin. Câu thứ hai là mong muốn thay đổi người khác là bắt đầu sự đau khổ. Còn mong muốn thay đổi bản thân là bắt đầu sự cho hạnh phúc. Rồi. Câu thứ ba là chúng ta chọn những niềm tin bên trong. Bên trong. Câu thứ tư là tính không, chủ thể nhận thức tính không. Rồi, câu thứ sáu là sĩ thân. Câu thứ năm sĩ thân. Câu thứ sáu sĩ thân, tịnh thân. Câu thứ bảy biết mình muốn. Rồi, chúc mừng. À, tiếp theo bài thứ sáu. Ở bài thứ sáu thì câu thứ nhất chúng ta chọn sự chân thật, tánh tính thân. Tánh tinh thần. Ok. Câu thứ hai, nghe thấy nói biết. Nghe thấy nói biết. Câu thứ ba là những gì chúng ta nghe thấy nói biết ở trạng thái không chịu ảnh hưởng của bất cứ yếu tố ngoại vi nào làm sai lệch bản chất vốn có của nó. Đây. Câu thứ tư, đất nước khí lửa. Câu thứ năm, không cần phải suy nghĩ tìm tòi. Rồi. Câu thứ sáu, chủ động thanh tịnh an vui. Suy nghĩ tưởng tượng. Câu thứ bảy, làm chủ nội tâm. Đúng tiếp. Rồi, tiếp theo bài thứ bảy. Bài cuối cùng. Rồi, ok, đầu tiên đáp án thứ nhất, hành thưởng, hành tưởng thọ tức, họ thức. Rồi, bài thứ hai là sắc đẹp hay cây đẹp. Danh tiếng, ngủ, nghỉ, ăn uống. Rồi. Câu thứ ba, ham muốn, giận dữ, mê muội. Câu thứ tư, nghi nghi mạn kiến ác, nghi mạn kiến ác. Ok. Câu thứ năm, tính cách tham tường tài. Tham tưởng tài. Sắc danh thực. Sắc danh thực thùy. Ok. Câu thứ sáu, thực sân giận dữ. Câu thứ bảy, âm hay tiêu cực. Đó, ok, vậy là xong. Chúng ta đã hoàn tất cái bài học thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần VNEXT. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã có thêm 0,25 reject nữa. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Và bài học tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái bài học nữa để chúng ta nhận thêm 0,25 Vnet. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.